Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn mấy cái phô mai núi các bạn ơi. Đầu tiên đó là một cái phô mai núi của vùng Bình Thuận nha các bạn. Phô mai núi của vùng Bình Thuận, một cái phô hoành 50 và chiều cao từ rễ lên tới cái ngọn luôn là nó tầm khoảng 1,4 m các bạn. 1,4 m. Còn nó lên ngang cái lưng đó thì nó tầm khoảng 80 80 ha. Rễ thì như một cái con nó chân nó bỏ như một con thú vậy nghe các bạn. Cây rất đẹp ha, cây rất đẹp. Và phôi này thì giao lưu với các bạn với giá là 1.500.000. 1.500.000. Chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Cái phôi này về cắt ra được bao nhiêu cái chân dài, hoặc là chúng ta chơi chân dài quái luôn. Để quái quái luôn, cắt cái ngọn thun xuống chút xíu chơi chân dài luôn. Rồi đến với cái phôi số 2, mai núi số 2 các bạn ơi. Một cái phôi hoành tầm khoảng 35, hoành cổ trên nó tầm khoảng 35 ha. Chiều cao của nó thì tầm khoảng 75 các bạn. Cây hai chân, chân dài rất là khéo nha. Đó. Phôi này thì giao lưu với các bạn với giá là 600 nghìn, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Bạn nào thích thì liên hệ, nó vặn rất là đẹp các bạn. 600 nghìn các bạn ơi. 600 nghìn. Rất là duyên luôn, cái phôi rất là duyên, hai chân rất là duyên, 600k. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Lắc quá trời đẹp luôn. Đánh cái tàn đổ xuống ha. Trực văn nhân. Cây này chơi trực văn nhân rất khéo luôn các bạn. Rồi, đến với cái phôi số 3 các bạn ơi. Một cái phôi số 3 đó là một cái phôi ép đá ha. Ép đép kẹp luôn. Nó ra cái dàn rễ đép kẹp luôn nha. Cái hoành của nó là 40 các bạn. Cái hoành của nó là 40. À, cây này chúng ta chơi hai thế được ha. Chúng ta để giống như con thú vậy nè. Hoặc là chúng ta dựng lên. Đó, đều được hết. Cây nào cũng được các bạn. Để về nó giống con thú. Phôi hoành 40 các bạn. Và phôi này giao lưu với các bạn với giá là 500 nghìn. Chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, cái phôi rất là ok các bạn ơi. Muốn chơi thú cũng được, mà muốn chơi đứng lên cũng được. Rất khéo. Rồi đến với cái phôi số 4 các bạn. Một cái phôi hoành 30. Bầu zin. Bầu zin. Rễ bỏ rất là điệu các bạn ơi. 30, bỏ rễ rất là điệu. Phôi này thì giao lưu với các bạn với giá là 400 nghìn. 400 nghìn. Chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Bạn nào thích thì liên hệ. Phôi này dạy dọn lại khéo lắm. Cắt cái ngọn trên xuống chút cho cái dàn đầu nó bay ra phía trước, lắc lắc rất là đều nha. Hoành 30 các bạn, 400.000, rất ok. Phôi rất ok, bầu zin luôn nha. Bầu zin. Rồi đến với một cái cặp tình nhân các bạn. Mai vàng và sầm đá, tình nhân mai vàng và sầm đá. Hai cây này hoành tổng của nó là 61 các bạn. Chiều cao của hai cái rạ phôi này đều là 55 hết luôn. Hai cây này nó dính rễ với nhau rất là cứng nha. Mình chơi cái này thế này cũng rất khéo nè. Đó, giống như hai hai tình nhân đang múa ha. Cây mai thì hoành 22. Còn cây sầm đá thì hoành cũng tầm khoảng 23 24 rồi đó các bạn. 23 24 vậy ha, 24 quá. À, và cặp đôi này thì giao lưu với các bạn với cái giá cũng rất là dễ thương nè, 500 nghìn. Đó, bạn nào thích thì liên hệ nha, số điện thoại thì để ở phần tiêu đề của video. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.